Dạ, con kính bạch sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Lê Thêm. Dạ, con thưa sư, sư cho con hỏi, chùa mình có khóa tu cho người tại gia không ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Có khóa tu cho người tại gia nhé. Một Phật tử cư sĩ tại gia đến đây sẽ được tu tập như những người xuất gia, tức là các vị sư cũng sẽ tu tập giới định tuệ như thế nào. Thì một cư sĩ tại gia nếu như đến đây tham gia các khóa thiền cũng sẽ được thực hành giới định tuệ, cũng là những giáo pháp của Đức Phật, y như vậy, không có khác nhau gì cả. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Trung Hiếu. Dạ, con thưa sư, con nên gieo nhân duyên gì để có được tam minh lục thông và tứ tuệ phân tích ạ? Vì con biết mỗi bố thí dâng y thôi thì không thể đủ ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Thành tựu tam minh lục thông tứ tuệ phân tích mà phải vun bồi tất cả các ba la mật, cả 10 ba la mật đều phải được vun bồi. Nên vị ấy phải vun bồi bố thí, chỉ giới, tinh tấn, xuất gia ba la mật, trí tuệ ba la mật, kham nhẫn ba la mật, chân thật quyết định ba la mật, thử tâm xả tâm, tất cả các cái ba la mật ấy phải vun bồi trong nhiều đại kiếp, hàng trăm ngàn đại kiếp ấy, phải luôn luôn có pháp nguyện như vậy. Tức là mình tu tập trong một đời một kiếp không thể thành tựu được tam minh tục tông tứ tuệ phân tích được, mà phải tu tập nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn có cái ước nguyện, có cái phát nguyện như thế thì sẽ thành tựu thôi. Chỉ con đường thành tựu nó vun bồi lâu dài thôi, chứ nếu mình có ước nguyện như vậy mà cái ước nguyện đấy nó không bị quên, không bị lãng quên, luôn luôn ghi nhớ ở trong tâm và luôn luôn nỗ lực cố gắng để vun bồi các ba la mật trong cái khả năng có thể của mình và trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu tập thì cuối cùng sẽ thành tựu được cái ước nguyện đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh Bạch ạ. Dạ, con thưa sư, con xem trong các bài kinh thường hay có đoạn rồi một vị thiên khi đêm đã gần tàn với nhan sắc thủ thắng. Tại sao các vị thiên thường xuất hiện và gặp Đức Thế Tôn vào thời gian khi đêm đã gần tàn mà không phải là ban ngày ạ? Con xin thành kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Vì cái phận sự của Đức Phật là chia ra thành nhiều cái thời gian trong ngày, như là cái đầu đêm, cuối đêm, giữa đêm. Rồi có những cái như trước khi rạng sáng thì Đức Phật nhập định đại bi để biết rằng ai có đủ nhân duyên thì ngài sẽ đi hóa độ. Sau đó thì Đức Phật sẽ có thể là đi khất thực trở về nghỉ ngơi. Buổi chiều thì Đức Phật cũng có thể là sẽ thuyết pháp hoặc là ở trong giảng đường thuyết pháp. Hoặc là có các hàng cư sĩ đến để gặp Đức Phật để hỏi pháp, hỏi đạo hoặc giảng đạo cho cả người tại gia, người xuất gia. Rồi cái thời gian mà khi đêm đã gần mãn là cái thời điểm mà giống như đấy là một cái thời khóa của Đức Phật như thế. Cái thời đấy là cái thời điểm phù hợp bởi vì tất cả mọi người đã đi nghỉ và lúc đấy Đức Phật có thời gian để tiếp đón các cái vị chư thiên đến để hỏi pháp. Bây giờ nếu như bảo ở những cái vị chư thiên đến vào những cái thời điểm khác có thể nó bất tiện vì lúc đấy Đức Phật có thể đang thuyết pháp cho những người nhân thế hoặc là đang có những cái phận sự khác và có nhiều những người nhân thế ở đấy mà Đức Phật nói chuyện với các vị chư thiên. Thì nếu như các vị chư thiên ấy mà hiện ra những cái hào quang ánh sáng thì sẽ làm cho những người nhân thế người ta bị động tâm, người ta hướng theo các vị chư thiên đấy, nó sinh ra cái tâm huyền bí và làm cho tâm người ta cũng bị dao động. Hoặc là lúc đấy Đức Phật nói chuyện với các vị chư thiên mà có những người ta không nhìn đến chư thiên, người ta lại không hiểu ô Đức Phật đang nói chuyện với ai thế. Vì vậy cho nên là cái thời điểm thích hợp nhất
để nói chuyện với chư thiên. Đó là cái thời điểm khi đêm đã gần mãn, vào cái lúc ấy là tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, vì Đức Phật ngủ rất là ít, Đức Phật chỉ nghỉ ngơi có một nửa canh. Rồi sau đó Đức Phật có thể ngồi dậy, và các vị chư thiên thường hay đến giờ đấy. Mặc dù là như vậy nhưng có rất nhiều những cái bài kinh khác thì trong những cái thời điểm khác Đức Phật vẫn có thể nói chuyện với các chư thiên được, chứ không nhất thiết đó là cứ phải vào cái giờ khi đêm đã gần mãn ấy, mà có những khi vào những cái thời điểm khác vẫn có những vị chư thiên đến gặp Đức Phật. Chỉ có cái là cái lẽ thông thường là vào cái thời điểm mà khi đêm gần mãn ấy thì Đức Phật thường xuyên dành cái thời gian đấy tiếp các vị chư thiên và thuyết pháp cho các vị chư thiên, cho nên cái thời gian đấy nó phổ thông hơn mà thôi. Chứ còn những thời điểm khác Đức Phật vẫn có thể gặp gỡ các vị chư thiên được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ một Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, thọ Bồ Tát giới có phải là pháp của Phật hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. À, Bồ Tát giới, Bồ Tát giới thì đấy là pháp của hệ phái phát triển mới có Bồ Tát giới. Còn Đức Phật dạy về bát quan trai giới, bát quan trai giới khác, còn Bồ Tát giới khác. Đôi khi hay bị nhầm nếu mà nghe không rõ, khi nghĩ là về Bồ Tát bát quan trai giới. Bát quan trai giới thì Đức Phật thuyết cho các hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Chứ trong pháp nguyên thủy, Phật giáo nguyên thủy, các kinh điển nguyên thủy, cả giới luật luận nguyên thủy thì không có cái Bồ Tát giới, chỉ có các cái giới đại thừa mới có Bồ Tát giới thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nam Nguyễn ạ. Dạ, con thưa sư, con thực hành thiền trong khóa thiền và nay khi về nhà con vẫn thực hành thiền. Con được biết là nói chuyện hoặc nghe pháp, đọc Tam Tạng Kinh, viết xuống để học thì sẽ bị phóng tâm khi thiền đúng không ạ? Ví dụ con nghe các sư nói về hạnh kham nhẫn thì con tìm nghe pháp và đọc về hạnh kham nhẫn là gì, phải hành như thế nào? Vậy là mình vẫn nghe pháp để ghi nhớ và khi hành thiền phóng tâm vẫn ghi nhận phóng tâm hay là ngăn ngừa nói chuyện nghe pháp ạ? Con kính tri ân sư ạ. Trong cái lúc mà mình thực hành thiền, chỉ thực hành thiền quán, thì khi mà cái người mà chuyên tu rồi thì sẽ hạn chế cả việc nghe pháp, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không nghe pháp, mà vì ấy cần phải thực hành thiền đúng thời và nghe pháp đúng thời. Tức là có những cái thời đi hành thiền thì mình phải giữ im lặng tuyệt đối, ở nơi yên tĩnh tuyệt đối, không nghe pháp nữa và chỉ chuyên tâm hành thiền thôi. Nhưng cũng có những cái thời nên đi nghe pháp, vào những cái thời mà mình đã xả thiền, những cái thời đấy là thời không hành thiền, thì cũng có lúc mình nghe pháp, chứ không phải là hành thiền rồi là tuyệt đối không nghe pháp, như vậy nó cực đoan quá. Vẫn có nghe pháp nhưng mà nó phải biết sắp xếp cái thời gian cho nó phù hợp, thời gian nào nên nghe pháp, thời gian nào nên hành thiền. Vậy nên nếu một người đang chuyên sâu hành thiền thì nghe pháp không quá nhiều, nhưng vẫn có nghe pháp, nghe pháp ít thôi để thời gian nhiều hành thiền. Còn nếu như một người ưa nghe pháp quá, thích học pháp quá, vì ấy dành hết thời gian để học pháp thì nó ảnh hưởng đến việc hành thiền, thì có học nhiều quá, đọc nhiều quá, nó động tâm, nó sinh ra phóng tâm nhiều. Vậy nên với người đang chuyên tâm hành thiền thì học ít thôi, nghe hành thiền nhiều hơn. Còn những người mình chưa chuyên tâm hành thiền ấy, mới hành thiền một chút chút ấy, chưa có cái thời gian để mình chuyên chú hành thiền thì có thể học pháp nhiều cũng không sao. Còn nói chuyện thì đương nhiên là phóng tâm là ảnh hưởng rồi, hạn chế nói chuyện, giữ im lặng, nhưng không phải là im lặng một cách tuyệt đối, không nói gì, ai hỏi không nói, ai gọi không thưa, giữ im lặng như người câm, người điếc thì cái đấy lại cũng không đúng, cái đấy là quá cực đoan, không cần thiết. Có những lúc cần nói vẫn phải nói, có những lúc cần hỏi vẫn phải hỏi. Vậy thì có im lặng tuyệt đối, không nói những cái chuyện quá nhiều, không nói những cái chuyện phù phiếm, không nói chuyện phi thờ. Còn những cái lúc có người hỏi hay là những lúc cần thiết phải trao đổi thì vẫn có thể nói chuyện, nhưng mà nói chuyện càng ít càng tốt.
đang hành thiền vậy, nghe pháp cũng có nghe nhưng mà cũng không nghe quá nhiều. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trí Thiện ạ. Dạ con thưa sư, Đức Bồ Tát chợt nhớ lại lúc 7 tuổi, Ngài đã chứng đạt sơ thiền với đề mục hơi thở khi ngồi dưới cội cây châm trong buổi lễ hạ điền. Như người ngủ say chợt tỉnh thức, Ngài chợt hiểu đây mới thật là con đường dẫn đến giác ngộ, tức là lìa bỏ hai cực đoan, lợi dưỡng và khổ hạnh, thực hành con đường trung đạo, vượt lên hai cực đoan ấy. Xin sư cho con hỏi, tại sao Bồ Tát lại nhớ về việc chứng đắc sơ thiền, lại hiểu được đây mới là con đường trung đạo, mà không phải là nhớ đến việc thực hành thiền định và chứng đắc tầng thiền thứ 7, thứ 8, lúc học với Alara Kalama và Udaka Ramabutta? Con xin tri ân sư rất nhiều ạ. Đức Phật ngộ ra con đường trung đạo khi Ngài nghe cái tiếng đàn của Thiên Chủ Sakka. Chư Thiên ấy cũng cố tình thức tỉnh Đức Phật bằng cái con đường trung đạo đấy, bằng cái cách dùng ba cái dây đàn, trùng dây đàn căng và dây đàn vừa vừa. Thì khi Đức Phật nghe ra như thế thì cũng lúc đấy Ngài nhớ lại. Nó cũng là do cái nhân duyên nó phù hợp. Thực ra lúc đấy là do cái nghiệp về cái tu khổ hạnh ấy, cũng là một cái bất thiện nghiệp với trổ quả. Cho nên là Đức Bồ Tát phải chịu cái quả báo là tu 6 năm khổ hạnh ép xác, là cái pháp tu sai không thành tị. Và cái lúc đấy có thể cái nghiệp ấy nó cũng hết, cho nên là cái tâm của Ngài nó minh mẫn sáng suốt, nó tự nhớ ra cái con đường với cái pháp môn hành thiền hơi thở. Lúc mà Ngài 7 tuổi, Ngài chứng được sơ thiền. Và lúc đấy Ngài cũng chưa phải là hoàn toàn cho rằng đây là cái con đường có thể đi đến giác ngộ, mà Ngài chỉ nói là có thể đây là cái đạo nộ đi đến giải thoát. Cho nên Ngài đã ôn lại cái pháp thiền hơi thở trước, vì cái pháp đấy Ngài tu trước mà. Năm ấy lên 7 tuổi Ngài đã thực hành pháp đấy rồi. Sau này 29 tuổi đi xuất gia mới học cái pháp thiền của hai vị đạo sư về sau. Thì Ngài nhớ lại một cách tuần tự thôi. Năm 7 tuổi Ngài đã thực hành cái pháp thiền hơi thở này, cho nên bây giờ Ngài chú lại sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Khi chú lại được tứ thiền rồi thì lúc ấy Ngài cũng nhớ lại cả những cái pháp thiền mà các vị đạo sư kia đã dạy. Ngài cũng ôn lại tất cả các cái tầng thiền sắc giới, vô sắc giới. Cho nên Ngài mới có cái sự chứng đắc tuần tự, đó là thành tựu túc mạng trí, thiên nhãn trí. Thực ra cái thiền hơi thở ấy nó không có cái khả năng để thành tựu được thiên nhãn trí hay túc mạng trí, thiên nhãn thông này. Mà lúc đấy Đức Phật chứng các cái thần thông trước, mà cái thần thông ấy thì nó phải là có cái sự thành tựu của cả về thiền sắc giới và vô sắc giới. Vậy thì thường thường trong kinh thì chỉ nói đơn giản như thế là Ngài thành tựu cái tứ thiền hơi thở. Nhưng mà chú giải thì vẫn nói là Đức Phật vẫn thành tựu lúc đấy Ngài vẫn hướng tâm đến cả các tầng thiền vô sắc giới mà Ngài đã từng học, nhưng vì lúc đấy Ngài đã ôn lại tứ thiền hơi thở trước, Ngài hướng tâm đến cái là nó đắc các tầng thiền ngay, rồi Ngài hướng tâm đến các cái tầng thiền vô sắc nó cũng chứng đắc ngay. Cho nên là Ngài mới tuần tự chứng đắc được canh nhất thì chứng được túc mạng trí, sau đó thì chứng được thiên nhãn trí. Mà cái thiên nhãn trí ấy nó chỉ thành tựu được khi vị ấy phải nhập vào các cái biến xứ của casina trắng hoặc casina ánh sáng hoặc casina nửa. Vậy thì Đức Phật có hướng tâm lại cả các cái tầng thiền vô sắc kia, chứ không phải là không có. Rồi sau đó Ngài mới thành tựu đến nậu tận trí, tam minh mới thành tựu cả. Vậy thì có, Đức Phật có nhớ lại cả các cái pháp thiền của các vị đạo sư đã dạy Ngài các tầng thiền vô sắc nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hùng Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, sư cho con hỏi, khi mình xem một clip về một người xa lạ trên mạng xã hội, thấy được hình hài của họ, nghe được câu chuyện của họ, như vậy có được coi là nhân duyên không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Cái nhân duyên ấy thì nó còn tùy theo mình, khi mình xem đấy với cái tâm như thế nào. Nhưng mà ví dụ như có những cái người ấy, mình xem cái hình ảnh của họ, mình thấy cái hình ảnh của họ, hay là mình nghe người ta truyền đạt cái tư tưởng gì,
mà nó đưa vào trong tâm mình những cái cảm xúc như thế nào hay những cái tư tưởng như thế nào. Thực ra thì duyên thì trên đời này ai mình có duyên hết, ai cũng có nhân duyên hết. Nhưng mà cái xem ở trên cái clip trên phim ấy thì nó chỉ là cái cảnh trần mà thôi. Từ cái cảnh ấy nó có thể làm cái duyên để cho mình sinh lên những cái tâm thiện. Cũng là cái cảnh ấy nó có thể làm duyên để cho mình sinh lên tâm bất thiện. Thì cái nhân duyên ở đây nó là cái duyên để cho cái tâm thức của mình nó khởi lên cái tốt hay cái xấu. Có thể mình xem cái đấy xong mình sẽ trở nên xấu xa hơn. Cũng có thể mình gặp gỡ, xem những cái hình ảnh đấy xong mình lại trở nên tốt đẹp hơn, tư tưởng mình lại tốt hơn. Thì đó là nhân duyên. Thì cái nhân duyên ấy nó sinh khởi ở trong cái thời điểm đó. Đó là cái thời điểm mình đang tạo nhân. Đó là cái thời điểm mà mình đang tạo cái nhân duyên. Còn tương lai của mình nó sẽ tùy thuộc vào cái nhân duyên đó, tốt hay xấu đó mà thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Minh Tú ạ. Dạ, con thưa sư, virus vi khuẩn có phải là chúng sanh không ạ? Con từng nghe giải thích rằng chúng chỉ là sắc do nghiệp sanh chứ không phải một chúng sanh, thì có đúng với kinh không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Những cái đó nó chỉ là sắc do thời tiết sanh. Những cái đấy nó là nó sinh do thời tiết. Cái thời tiết nó phát sinh ra những cái đó. Nó có những cái loại nào ấy mà nó có cái sắc nghiệp ấy, thì nó là một chúng sinh. Nó có cái sắc mạng căn thì nó là một chúng sinh. Còn có những cái loại loài mà nó không có sắc mạng căn, nó chỉ là sắc thời tiết thôi, thì nó không phải là một chúng sinh. Thì đại đa số những vi khuẩn, những virus tầm thường thì nó chỉ có sắc thời tiết thôi. Như là những cái loài nấm nào đấy. Cũng có một số những cái loài vi trùng nhỏ nhưng mà nó có sắc nghiệp thì nó là một chúng sinh. Cái đấy này nó còn tùy theo từng loài, từng loại. Khi nào mình hành được thiền tứ đại, phân tích được thiền tứ đại ấy, thì mình mới kiểm tra được từng con ấy. Cái con nào là chúng sinh, cái con nào nó chỉ là thời tiết. Thì phải thực hành thành tựu được thiền tứ đại mình mới kiểm nghiệm được cái điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Gia Bảo ạ. Dạ, con thưa sư, năm nay con 13 tuổi, con rất khó kiềm chế về cảm xúc, mặc dù rất muốn kiềm chế. Con thưa sư, con phải làm sao ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cảm xúc vui buồn hay là những cái tâm lý mình nó yếu đuối, yếu ớt thì mình rất khó kiềm chế cảm xúc. Người mà không biết kiềm chế cảm xúc ấy thì như là ai mà khen một cái thì mình lại hoan hỉ lên quá mức, hay là ai chê một cái thì mình lại trở nên buồn phiền quá mức, dễ bị kích động, dễ bị dao động. Đấy là cái tâm lý của cái tâm lý hướng ngoại nhiều, nó thế nhỉ. Tâm lý của mình nó phải có cái nội lực ở bên trong. Thế thì mình ít hướng ngoại thôi, đừng có đi tiếp xúc, đừng quan tâm đến những cảnh trần nhiều, mà hãy sống ở những cái nơi yên tĩnh độc cư ấy nhiều. Thì nếu như mà mình phải để cái thời gian ấy, nếu như đang cái tuổi học ấy, mình để tâm học bài nhiều, đừng có bận tâm đến những cái chuyện bên ngoài ấy, thì nó sẽ kiềm chế được, thì cái cảm xúc nó sẽ làm chủ được. Còn nếu như cái tuổi đấy mình thích đi kết bạn bè nhiều, sẽ sinh ra nhiều cái phóng dật. Nên là cái người nào mà cứ muốn thể hiện mình ấy, muốn thể hiện mình nhiều thì sẽ bị tâm bị dao động nhiều. Còn khi nào mình không quan tâm đến cái vấn đề là phải thể hiện mình, hay là ít không cần phải kết giao nhiều, không tiếp xúc nhiều, không nói chuyện nhiều thì cái tâm nó tự tại hơn. Vậy nếu như mà biết nghe giảng pháp, nếu như biết để thời gian nghe pháp hay là biết tu tâm một chút thì sẽ làm chủ được cảm xúc nhiều. Còn nếu như mình cứ chạy theo những cái ngoại cảnh ở bên ngoài thì
thì nó sẽ tâm nó bị động, nó động tâm thì nó yếu ớt. Thì cái này mình phải để thời gian nghe giảng pháp nhiều, và đừng bận tâm đến những cái vui ở bên ngoài, đừng chạy theo những cái cảnh vui ở bên ngoài, ví dụ như là thích tụ tập bạn bè hay là thích đi chơi bời chỗ này chỗ kia thì mình sẽ bị loạn tâm. Còn để thời gian học hành nhiều thì cái tâm nó định tĩnh thì nó làm chủ được cái nội tâm đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Vân ạ. Dạ con thưa sư, các vị trong dân gian hoặc bên Trung Hoa hay gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu thì trong Phật Pháp cũng xem là các vị chư thiên phải không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu thì cái vị Ngọc Hoàng Thượng Đế nó gọi là vua cõi trời. Thì cái vị này thì ở trong kinh Đức Phật nói đến nhiều, nó gọi là Sắc Ca Thiên Chủ hay còn gọi là vua trời Đế Thích. Cái thì các vị đấy là vị chư thiên, chư thiên ở cõi trời Đao Nợ Thiên, là Sắc Ca vua Đế Thích. Thì cái này có vị vua Đế Thích, những cái này thì cũng có rất nhiều những cái tín ngưỡng dân gian hay là những cái học thuyết khác cũng nói đến vị vua trời Đế Thích này, vị Ngọc Hoàng Thượng Đế vua cõi trời này. Thì như là Đạo Não hay là những cái văn hóa của bên Trung Quốc, Việt Nam cũng ảnh hưởng những cái văn hóa về Ngọc Hoàng Thượng Đế nhiều. Nhưng có cái là trong Phật, trong Pháp của Đức Phật không nói đến Nam Tào Bắc Đẩu, không nói rằng là Nam Tào Bắc Đẩu ghi chép lại những cái tốt cái xấu của con người. Thì Đức Phật không có nói đến cái chuyện là có một cái vị chư thiên nào đi ghi chép lại từng cái việc làm của cái người này, người kia. Người này làm tốt, làm xấu thì có người đi ghi chép lại. Không có, ai có lỗi hơi đâu mà đi ghi chép lại, trên đời này nhiều chúng sinh, nhiều con người lắm chứ. Làm gì có cái người mà có cái phận sự đi ghi chép lại từng người như vậy. Các vị làm sao mà ghi chép lại hết được. Thế là cái chuyện này có thể là chỉ là cái tín ngưỡng dân gian mà thôi, tự nghĩ ra như thế để giáo dục con người mà chớ làm việc ác, vì có những cái vị thiên thần sẽ luôn luôn quan sát mình, sẽ ghi chép lại những cái tội phúc của mình để tâu lên Ngọc Hoàng xử, sau này cái chết mình sẽ bị phán xử là đi xuống địa ngục hay lên trên trời. Thì đó là những cái văn hóa để giáo dục con người hướng thiện, bỏ ác làm lành. Thì cái văn hóa đấy nó cũng có cái tác dụng, nó làm cho con người ta sợ sệt, bất an hay là hổ thẹn khi làm những việc tội lỗi, và hoan hỷ thích thú khi làm những việc thiện. Thì có những cái nơi chưa không có cái ảnh hưởng văn hóa của Đức Phật mà có những cái văn hóa ở trong dân gian để giáo dục dạy cho con người những cái điều đó thì cũng tốt. Còn mình là người được học Phật Pháp rồi thì mình nên y cứ vào những lời dạy của Đức Phật. Còn những cái gì nó thuộc về văn hóa thế gian thì mình cũng biết đó là văn hóa thế gian. Thế gian thì muôn vàn, muôn vô số những cái pháp khác nhau. Thì mình không nên bàn luận quá sâu về cái pháp thế tục thế gian làm gì. Mình chỉ biết rằng là trong pháp của Đức Phật không nói đến Nam Tào Bắc Đẩu, nhưng có nói đến Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua trời Đế Thích thì có. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Mạnh Khổng ạ. Dạ con thưa sư, sư cho con hỏi, nếu phạm ngũ nghịch trọng tội thì sẽ không thể sám hối, vậy tại sao vua A Xà Thế không bị đọa địa ngục A Tỳ và chỉ đọa địa ngục trong 60.000 năm thôi ạ? Con kính tri ân sư ạ. Phạm ngũ nghịch trọng tội thì không thể sám hối, ở đây nghĩa là vị ấy dù có sám hối cũng không thể tránh khỏi địa ngục, còn chứ không nhất thiết là vị ấy phải vào địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, mà vị ấy có thể vào những, nếu vị ấy có sám hối thì vị ấy có thể vào những cái địa ngục thấp hơn, những cái địa ngục nhỏ hơn là địa ngục vô gián. Đó chính là trường hợp của vua A Xà Thế. Nếu như vua A Xà Thế không sám hối thì chắc phải đọa vào vô gián A Tỳ địa ngục, nhưng vì có cái sám hối, có sự làm phước thiện về sau này thì những cái thiện nghiệp ấy nó hỗ trợ, cho nên là vua A Xà Thế cái tội đã nhẹ đi rất nhiều.
tuy không phải đọa vào địa ngục vô gián nhưng không thể thoát khỏi các địa ngục khác. Nên là về sau Bồ Tát Già Thế vẫn đọa địa ngục. Thứ nhất là vị ấy không thể chứng được các pháp thượng nhân trong cái kiếp sống này. Vị ấy không thể chứng được thiền thông đạo quả. Nếu như vị ấy đã phạm ngũ nghịch trọng tội ở trong kiếp sống này và chắc chắn sẽ phải đọa vào một cái địa ngục nào đó. Ở trong khi chết chắc chắn phải đọa vào một trong những địa ngục nào đấy. Dù có sám hối thì cũng không thể nào thoát được. Nên là mới gọi là cái vào tội đấy là tội không thể sám hối là như vậy thôi. Chứ thực ra là không thể thoát khỏi cái địa ngục ấy. Còn sám hối thì vẫn có thể sám hối. Vị ấy vẫn sám hối được. Như Đề Bà Đạt Đa trước khi chết vị ấy vẫn sám hối nhưng không thể nào thoát địa ngục được. Khi bị đất rút vị ấy vẫn sám hối Đức Phật. Vị ấy vẫn tán thán Đức Phật, vẫn quy y Đức Phật. Nhưng mà cái nghiệp nó quá mạnh, quá lớn, nó đã trổ quả rồi. Vị ấy vẫn bị đất rút, vẫn bị vào địa ngục A Tỳ. Nhưng qua giờ thế thì vị ấy có sám hối cái thời điểm sớm hơn. Cho nên là tích lũy được những cái phước này lớn hơn. Và tránh được địa ngục A Tỳ, nhưng không tránh được địa ngục Đồng Xô. À, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Như Quang ạ. Dạ con thưa sư, ở bài kinh Padali số 65 Trung Bộ Kinh có đoạn Đức Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỷ kheo, do ta ăn chỉ ngồi một lần, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc chú. Này các tỷ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Này các tỷ kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần và các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc chú. Dạ con thưa sư, ăn chỉ ngồi một lần có phải là ăn ngày một bữa không ạ? Vì sao Đức Phật chỉ ăn ngày một bữa và Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo nên ăn ngày một bữa bởi vì các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc chú? Con thấy điều này đi ngược lại với kiến thức y học hiện đại, vì ngày ăn một bữa thì làm sao cơ thể có đủ chất để khỏe mạnh được ạ? Con mong sư từ bi chỉ dạy ạ. Con kính tri ân sư ạ. Đó đúng chính xác là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật có dạy cái câu đấy rất nhiều trong rất nhiều bài kinh, ăn chỉ một lần. Và bây giờ cũng rất nhiều người vẫn thực hành y cứ trên cái lời dạy ấy. Ăn ngày một lần đúng là một lần ở đây sẽ được hiểu theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Vị ấy có thể hiểu trên cái ý nghĩa là vị ấy ăn không ăn phi thời, cũng được gọi là ăn một lần. Như là vị ấy sẽ ăn từ cái lúc rạng đông đến giờ đứng bóng. Đấy là được hiểu theo một cái ý nghĩa như vậy. Thì vị ấy có thể ăn thành bữa sáng, bữa trưa, như trước cái giờ đứng bóng. Vị ấy cũng có thể ăn một bữa, ăn ngày một bữa duy nhất cũng được, thì cũng được gọi là ăn ngày một lần. Và cái hiểu theo một cái nghĩa cao nhất đó là vị ấy chỉ ngồi ăn một lần, nếu đã đứng lên là không ngồi ăn nữa. Thì cái này là cái người thực hành cái hạnh Đầu Đà thì người ta sẽ thực hành theo cái ý nghĩa thứ ba này. Đó là người ta chỉ ngồi xuống khi đã nhận những cái đồ ăn xong rồi, người ta ngồi xuống người ta ăn. Và người ta sẽ ngồi một lần thôi, còn chứ không bao giờ người ta sẽ đứng lên rồi lại ngồi lần thứ hai để ăn tiếp. Thì đấy là dành cho những người thực hành cái hạnh Đầu Đà, thì mình gọi là ăn ngày ăn ngồi một lần này. Thì nếu như đang ăn, vì có những người người ta có cái sự tham nhiều ấy, người ta ăn xong rồi người ta chưa no, người ta lại ôm bát đi xin tiếp. Rồi lại về ăn tiếp. Có thể là một sáng đi xin rồi về ăn, ăn rồi một lúc sau đói lại ôm bát đi xin tiếp về ăn, xong là lại đi xin nữa, có thể ăn nhiều lần như vậy. Thì nó sinh ra cái tâm tham đắm, đắm nhiễm vào cái chuyện ăn uống. Cho nên là cái việc ăn uống nó có chi túc. Thì cái pháp này là cái pháp để đối trị với cái lòng tham ăn thôi. Đó là biết tiết độ trong ăn uống. Cái pháp mà ăn ngồi một lần đó chính là cái sự tiết độ để vì đó không đắm nhiễm vào cái ăn uống đó. Ăn ít như vậy thì ít bệnh, ít não, kinh nhan, có sức lực và ăn chú. Thì cái người y học thời bây giờ thực ra cũng không thể
có cái sự hiểu không cao bằng trí tuệ của Đức Phật đâu. Bây giờ cứ khuyến khích người ta ăn nhiều cho nên bây giờ nó mới nhiều bệnh. Nên thời Đức Phật ăn ít cho nên là người ta ít bệnh. Thì cái người nào ăn ít thì cái bộ phận tiêu hóa nó đỡ phải làm việc, nó được nghỉ ngơi, người đấy sẽ ít bệnh hơn là cái người ăn nhiều. Ăn nhiều thì hay sinh ra những cái bệnh về bao tử, về đại tràng nhiều, và các bệnh khác nó cũng sinh ra, và đặc biệt là nó hay sinh ra những cái hôn trầm, nó sinh ra những phiền não và nó sinh ra cái tâm tham, tham ái đối với những cái thức ăn đấy, và nó bận rộn năng xăng việc ăn, đến giờ rồi chưa được ăn, bắt đầu phiền não đói, xong là mong cầu ước gì hôm nay mình được ăn nhiều món ngon này kia. Thì cái ăn uống nó sinh ra những cái bận rộn, những phiền não, nó chướng ngại cho cái việc tập thiền. Còn cái pháp này Đức Phật nói là nói cho những người tu thiền, đối với những người, chứ không phải là nói cho những người lao động ở ngoài đời. Vì vị ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, khinh an, có sức lực và an trú. Có nghĩa là vị ấy dễ dàng trú vào được các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Những người nào ăn nhiều, ăn no ấy, là chú thiền định nó không thâm sâu mà người ăn ít đâu. Ăn vừa 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 chừng thôi, đừng có no quá. Thì lúc ngồi thiền định nó mới sâu. Người mà ăn no quá là nó hôn trầm, tâm nó mơ màng, nên là nó uể oải, nó người nó nặng nề, và cái vì cái nặng nề đấy cho nên là nó không được cái sự khinh an. Còn những người ăn ít thì nó nhẹ nhàng khinh an, thì cái người đấy nhập thiền nó rất là cao. Và đặc biệt nữa là nó không bị chi phối, không phiền não về cái chuyện ăn uống, có sao ăn vậy, ăn rồi thôi, không nghĩ đến cái chuyện là mình ăn thế này ít quá, thông thường mình ăn ngày 4-5 bát, hôm nay ăn có 2 bát thế này. Thực ra cái bụng nó đói thì ít, mà cái tâm ấy, nó bất an thì nó nhiều. Còn những người mà không chú trọng mà hôm nay ta đã ăn rồi, chỉ thế thôi, hôm nay đã ăn rồi và không còn nghĩ đến nữa là ăn vậy là nhiều hay ít, ăn vậy là đủ chất hay thiếu chất. Ăn vậy là nó đủ, nó có tổn hại sức khỏe hay này không, không cần nghĩ ngợi gì nữa, chỉ cần biết đã ăn rồi thế là xong, không quan tâm nghĩ ngợi gì nữa, thì nó sẽ có sự khinh an. Con người ta cái đói thì ít, mà cái phiền não đối với cái chuyện ăn uống, mình yêu cái thân này, tham ái với cái thân, no nắng cho cái thân này nhiều, cho nên là mới bận tâm đến chuyện ăn uống nhiều. Và chính vì vậy nên là người thời giờ do ăn nhiều như vậy, tôi tin vào những cái y học và những cái kiến thức ở đời nhiều quá, bây giờ có ai chứng thực thiền mấy đâu, nó rất là khó chứng. Thời ngày xưa vì nghe theo lời Phật, tin vào lời Phật cho nên người ta tu chứng thiền nó nhiều, nên là đừng không thể nào mà so sánh cái pháp của Đức Phật với cái pháp của những tư tưởng ở những kiến thức phổ thông bây giờ được. Giờ những kiến học pháp Phật cứ tin vào lời Phật dạy và cứ thực hành như thế thì sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân, như là thành tựu được các pháp thiền và chứng đắc được các đạo quả, và nó sẽ thật sự là như vậy, nhẹ nhàng khinh an, có sức lực và an trú trong các tầng thiền được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Sim Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, khi hành thiền mà có những tiếng động dễ làm phóng tâm và khởi tâm sân thì cần phải làm gì để chế ngự trạng thái ấy ạ? Con kính tri ân sư ạ. Phải giữ cái tâm thản nhiên, những cái tâm buông xả, hay là phải tập cái thiền tâm từ để cho mình không sân hận với bất cứ một cái chướng ngại gì. Đôi khi không thể nào mà có ở một cái môi trường mà nó tuyệt đối không có một cái tiếng động gì. Có những cái tiếng động là do những người xung quanh làm ồn ào, có những cái tiếng động do thiên nhiên tự nhiên nhé. Khi mình ở trong rừng cũng có những cái tiếng chim, tiếng quạ, tiếng dế, những cái tiếng lá rơi, những cái tiếng mưa, tiếng gió, không thể nào tránh khỏi những tiếng động được. Thì vậy nên là mình khởi lên tâm sân hận thì là do cái phiền não của mình nó mạnh quá. Thì hãy thực hành thiền tâm từ và cái pháp buông xả cho nó cao. Đừng để cho, đừng lắng nghe và đừng suy luận, đừng phân tích đến cái âm thanh đó. Thì có khi mình chỉ cần có tác ý thôi, âm thanh mặc kệ âm thanh, mình hãy sống kham nhẫn, và hãy không bận tâm đến những âm thanh đấy, và hãy cứ thực hành thiền trong cả cái không gian nó bất như ý này.
cũng mặc kệ nó và cứ thực hành. Thì chỉ cần mình suy xét như vậy, khởi lên cái ý nghĩ, thay đổi cái tâm lý của mình đi một cái và chấp nhận cái ngoại cảnh ấy, thì nó thành thói quen thôi, một thời gian thành thói quen đi và nó hết được cái tâm đấy đi. Nhưng còn mình quá là khó tính, quá là đòi hỏi thì nó mới sinh ra cái sân hận, bất mãn. Thì cái người mà có cái tâm lý bất mãn như vậy không thể nào mà hành thiền tốt được. Mình phải biết rằng cái dở này nó ở trong mình, ở cái tư tưởng tâm lý của mình, phải thay đổi cái tư tưởng tâm lý của mình chứ không phải thay đổi cái ngoại cảnh bên ngoài được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Võ Mạnh Bá. Dạ con thưa sư, con là một người có bản ngã lớn, thường hay nổi sân mỗi khi có việc gì trái ý. Sau khi hiểu được về Phật Pháp, con đã ý thức được nhiều hành động quá khứ của mình là sai trái và cảm thấy hối hận rất nhiều về những nỗi đau và hậu quả do mình đã gây ra cho bản thân và mọi người xung quanh. Con kính mong sư từ bi chỉ dạy cho con một lộ trình, một pháp môn thực hành để con có thể giảm bớt ngã mạn ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Cái pháp đấy cũng phải thực hành một cách có tuần tự, nhất là cần phải quy tam bảo, rồi thọ trì những cái giới hạnh, giữ giới, xong rồi cũng phải sống một cách là tránh né những cái cảnh bất như ý, tức là tránh những cái người hung dữ bất thiện, tránh những cái cảnh ô nhiễm bất thiện, tránh những cái việc làm ô nhiễm bất thiện, những cái hành động tội lỗi xấu xa, cờ bạc rượu chè chơi bời, hư hỏng ở bên ngoài thì buông bỏ đi, rồi sống có cái sự phòng hộ các căn, sống có cái sự chánh niệm tỉnh giác, thì mình cần phải thọ trì một cái pháp thiền tứ niệm xứ nào đó để thực hành thiền hơi thở, thiền đại tâm từ, thiền niệm ân đức Phật, niệm về sự chết trên bản thân mình, thì mình cũng phải thường xuyên thực hành những cái pháp thiền bảo hộ ấy và những cái pháp thiền hơi thở ấy, rồi cứ thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác ấy. Mình phải tự sắp xếp, sắp đặt cái thời khóa tu tập, có thể nên đi tham gia một cái khóa thiền ở trường thiền trong một cái thời gian một tuần hay một tháng hay dài hơn, tùy theo cái mình có thể sắp xếp được, và phải tham gia một khóa như vậy. Khi trải qua những cái khóa thiền ngắn ngày hoặc dài ngày rồi, mình mới nắm được những cái phương pháp, những pháp môn rồi khi trở về. Và mình hãy thực hành những cái pháp môn ấy thường xuyên, hàng ngày, không bỏ ngày nào. Ngày nào cũng thực hành, có thời gian nhiều hành nhiều, thời gian ít thì hành ít. Có thời gian nghe pháp thì nghe pháp, có thời gian hành thiền thì hành thiền tu tâm. Thì chỉ cần làm được như thế là cái thay đổi, cái tâm lý đấy nó sẽ thay đổi được. Nó thay đổi dễ dàng, nhanh chóng. Nếu như mình có cái quyết tâm thực hành pháp, có quyết tâm học và hành pháp thì nó sẽ thay đổi thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên YouTube ạ. Dạ con kính bạch sư, sư cho con hỏi sự khác nhau giữa thiền hơi thở trong thiền chỉ và thiền quán là như thế nào ạ? Làm sao để thực hành thiền chỉ đề mục hơi thở không bị nhầm lẫn qua hơi thở ở trong thiền quán ạ? Con kính tri ân sư ạ. Khi mình thực hành thiền hơi thở thì đó là thiền chỉ. Khi nhận biết hơi thở vào ra thì đấy là chánh niệm tỉnh giác. Rồi từ cái chánh niệm ấy được thực hành liên tục thì sẽ trở thành định tĩnh, trở thành sát na định, cận định và an chỉ định. Thì lúc đấy nó là thiền chỉ. Còn khi nào nhờ phân biệt những cái tâm sở của cái tầng thiền ấy, ví dụ vào sơ thiền thì nó có những cái tâm và tâm sở của sơ thiền như là ý môn hướng tâm, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, truyền tộc, an chỉ. Cái sơ thiền đấy nó có tầm, có tứ, có các cái tâm tịnh hảo, có các cái biến hành, có các cái tâm biệt cảnh. Và phân tích ra các cái nội trình tâm như vậy thì lúc đấy nó mới là thiền quán. Rồi từ thiền quán đấy phân ra được năm uẩn, phân ra được danh sắc ở trong cái tầng thiền đấy thì thiền quán. Thì trong cái sự thực hành, cái vị thầy sẽ hướng dẫn cho mình thực hành một cách tuần tự, chứ mình đừng có lo cái việc bước trước tiên thì cứ thực hành thiền hơi thở để cho chánh niệm tỉnh giác đi, rồi dần dần tuần tự mình sẽ đạt đến các cái tầng thiền định.
rồi sau đó mới chuyển sang thực hành thiền quán, chứ đừng có nó nạc sang, nó không tự nhiên nó nạc được, nó do mình tác ý, nó do mình cố ý chuyển từ thiền định sang thiền tuệ thì nó mới chuyển được, nhưng mà nó không tự động nó nạc sang được, nên đừng có như vậy mà cứ tiếp tục thực hành này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Từ Hạnh ạ. Dạ, con thưa sư, con muốn hỏi về vấn đề mua thịt đã giết sẵn ạ. Con thấy là nếu con người ta không mua, không ăn thịt, thì làm gì có người khác giết. Chính mình mua mình ăn thì mới có người họ giết. Còn nếu không có người mua người ăn thì chẳng cớ gì người ta giết. Có cung ắt phải có cầu ạ. Vậy thì con thắc mắc là nếu mình mua thịt đã giết sẵn, thì có sự gián tiếp sát sanh ở trong đó không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Nếu cái trường hợp này mà mình đặt trước người ta, mình nói là ngày mai hãy bán cho tôi một con thịt, thì người ta bảo, ồ, thế thì tôi phải giết một con này thì mới có thịt bán cho ông. Nếu mình đặt như vậy thì mình có gián tiếp, có ô nhiễm cái giới sát sinh, có cộng nghiệp với cái việc sát sinh đó. Còn với một cái người, người ta hoàn toàn vô tình, người ta đi qua, người ta thấy thịt bán sẵn ở đấy rồi người ta mua, thì người ta không hề có cái sự chủ trương chủ động, không có cái tác ý gì cả, thì người ta sẽ không bị cộng nghiệp. Cái nghiệp này nó sinh lên ở cái tác ý, ở cái tâm, chứ nó không sinh lên ở do mình suy luận logic là tại vì có cung có cầu. Còn nếu như một cái người nào mà thật sự mình có cái lòng từ bi bao la như vậy, mình biết rằng ở vì mình có người mua thì người ta phải bán, từ nay mình không mua nữa, nhưng mình làm được như vậy, còn thiên hạ người ta có làm được như vậy không? Người ta có tâm như mình không? Người ta có cái tình thương như mình không? Người ta giết người ta vẫn giết, người ta mua người ta vẫn mua. Có mình thì ở chợ cũng đông, không có mình thì người ta vẫn giết, người ta bán hàng, người ta vẫn họp chợ bình thường. Như vậy thì cũng không phải là vì mình không mua mà người ta không giết, người ta vẫn giết, người ta mình không mua, có người khác mua mà thôi. Như vậy một mình chả làm nên được cái tích sự gì cả. Mình có thể làm vua, rồi sau đó mình ban cái nuột là từ nay tất cả cái dân chúng này không ai được sát sinh nữa. Đấy, được làm được cái việc đấy thì công đức vô lượng vô biên, thật sự là có công đức thật đó. Nhưng mà nếu như mình không đủ cái đức để làm được cái việc đấy thì mình cũng từ bỏ cái việc mua thịt đi cũng được, thì mua rau ăn thôi thì càng tốt. Thì thực ra nó cũng hỗ trợ cho cái tâm từ bi của mình, nó cũng hỗ trợ cho cái lòng từ bi của mình chứ không phải không. Thì mình cứ làm như vậy đi, rồi mình phát nguyện là kiếp sau tôi sẽ làm vua, tôi ban hành cái luật cấm sát sinh đến cả cái dân thế giới này, dân tộc này. Thì lúc đấy mình sẽ có công đức, cái công đức đấy lớn, công đức đấy tốt. Nhưng đó không phải là con đường đi đến giác ngộ giải thoát niết bàn. Con đường đi giác ngộ giải thoát niết bàn thì mình cần phải thực hành thiền chỉ quán, chứ đừng quá bận tâm đến cái chuyện ăn uống của mình hay là của người đời thì mới đi đến niết bàn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Julie Nguyễn ạ. Dạ, con thưa sư, một vị chứng chánh trí trong lúc đang nghe pháp thì vị ấy có phân tích tâm sở hay thấy được các pháp sinh diệt lúc đó không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Vị ấy có phân tích tâm sở, thấy được tính sinh diệt của các pháp hữu vi của thân tâm năm uẩn này, nó sinh lên và nó diệt đi. Có thể là vị ấy chỉ thấy cái cảm thọ nó sinh lên nó diệt đi thôi. Có thể vị ấy thấy cái sắc nó sinh lên nó diệt đi. Có thể thấy cái tâm sở nó sinh lên nó diệt đi. Nó có thể vào bất cứ một cái pháp nào trong cái khoảnh khắc, trong cái sát na ấy. Thì thường thường những người ấy giác ngộ có khi là do Đức Phật tuyên thuyết các sự thật. Đức Phật nói là con mắt này là thường hay vô thường. Bạch Thế Tôn là vô thường cái gì? Vô thường là khổ hay nạc? Thế Tôn là khổ cái gì? Khổ. Nếu có hợp lý chăng? Nếu cho là cái đấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thưa không Bạch Thế Tôn. Thì đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối với xúc, đối với thọ, ngành thức, thì có thể Đức Phật sẽ tuyên thuyết như vậy. Và trong lúc Đức Phật tuyên thuyết các sự thật như vậy thì
cái lúc đấy những cái pháp hữu vi ấy, cái danh sắc ấy, nó sinh lên, nó diệt đi trong cái trí tuệ của vị ấy, trong cái trí của vị ấy. Vị ấy cũng thấy được cái tính vô thường trên cái danh sắc ấy, tính khổ, tính vô ngã trên đó. Cho nên vị ấy đắc được các cái đạo quả trong cái lúc đấy. Và cái đó nó sinh lên một cách rất nhanh chóng, trong một cái khoảnh khắc, một cái sát na ngắn ngủi. Nhưng vị ấy có cái những cái pháp đấy, nó có sinh lên và nó có diệt đi. Chứ không phải là vị ấy chỉ nghe trên khái niệm, trên lý thuyết mà đắc đạo quả được. Mà vị ấy phải tuệ chi tuệ quán theo cái pháp đó nó sinh lên, nó sinh diệt đấy. Chứ vậy nên là vị đấy có thấy cái pháp đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tâm Viên ạ. Dạ, con thưa sư, con để ý thấy là những người có nhiệt tâm tu hành thì thường hay bị hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Còn người mà tu chơi chơi, tu sơ sơ, tu cầm chừng thì họ không bị gì hết. Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma bản chất là thế nào ạ? Và tại sao những người có nhiệt tâm tu hành thì thường hay bị hiện tượng này tấn công ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Thế thì cái người mà có nhiệt tâm ấy, mà tu đúng ấy, thì nó không sao. Nhưng mà cái người mà có cái tâm mong cầu một cách thái quá, như mong cầu sao ta có thần thông, mong sao ta chứng được đạo quả, tức là mong mình trở thành những cái siêu nhân gì đó, thì chính cái mong cầu đấy nó sinh ra những cái chướng ngại như vậy, thì nó mới bị những cái ma chướng, những cái phiền não chướng. Còn có những người, người ta chỉ khởi lên cái tâm là vì mình có ô nhiễm, vì mình có phiền não, cho nên mình tu tập để gột rửa những ô nhiễm phiền não ấy. Vì mình có khổ đau, mình tu tập để giải thoát khổ đau. Mình không nghĩ rằng mình mong cầu một cái gì đó cao siêu, không nghĩ rằng mong cầu một cái gì đó thiêng liêng. Vậy thì cái người có tham vọng, có thể là cũng là cái sự nhiệt tâm của mình, nhưng nó đi với những cái sự tham vọng. Mình mong muốn những cái mình mong muốn được cái sự nội dưỡng, cái sự cung kính sau khi mình chứng đắc được những cái pháp cao siêu này. Đấy là vì nó có những cái tâm tà nó khởi theo đấy, nên nó sinh ra những cái pháp đó. Nhưng mà mình cũng không phải nói là những người tinh tấn tu tập bị chướng ngại đâu, không hoàn toàn như thế. Có những người không bị như thế, còn những người bị như thế là do những cái nghiệp chướng của vị đó thôi. Kể cả vị đó do có nhiều những cái phi nhân, người ta làm khổ, do mình đã từng gieo những cái oan trái với nhiều chúng sinh ở nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên là bây giờ mình làm những cái việc gì cũng hay bị người ta chống phá, làm chướng ngại như vậy. Và mình càng khởi lên cái tâm làm một cái gì đó mạnh mẽ thì người ta lại càng biết được cái ý định của mình, cho nên người ta hay quấy phá. Nên là cái sự thực hành ấy, nó cần cái sự thản nhiên bình thường, đừng có quá là khởi một làm cái gì đó, mình đừng có khởi lên cái tâm mong cầu thái quá, mà mình cứ thực hành một cách tự nhiên, như con gà ấp trứng, đừng mong nó nở con mà cứ ấp đúng cách thì nó tự nở. Như vậy mình tu tập, mình đừng mong là phải tu trứng cái này trứng kia, mà mình chỉ cần thực hành đúng cách thôi. Hãy nỗ lực thực hành cho đúng cách thì sẽ không bị chướng ngại gì. Còn mình bị chướng ngại do cái vọng tưởng, do cái mong cầu, do cái tham vọng, do cái ước muốn của mình nó mạnh, chứ không phải là tinh tấn mạnh đâu. Mà cái tinh tấn nó được sinh lên từ cái tâm tham ấy, cho nên là nó mới sinh ra như vậy đó. Còn tinh tấn mà nó sinh lên từ một cái thiện tâm hợp trí tuệ thì nó sẽ không bị như vậy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, khi niệm hơi thở, đếm từ 1 đến 8, rồi vòng lại tiếp tục đếm như vậy, trong thời gian bao lâu thì không cần đếm nữa? Và niệm hơi thở đến giai đoạn nào thì cần phải trình pháp trực tiếp với sư ạ? Con kính tri ân sư ạ. Niệm hơi thở từ 1 đến 8, đếm hơi thở ấy, thì nhiều nhất là chỉ khoảng 30 phút thôi, chứ đừng đếm nhiều quá. Hoặc 20 phút hoặc 10 phút thôi. Đếm để cho nó bớt những cái tâm năng xăng đi. Thì không nên tức là phải quá là quan trọng về cái thời gian bao nhiêu. Cụ thể, rõ ràng, chi tiết thì không cần thiết. Thì đếm một chút chút, mình thấy nó an rồi, thôi không đếm nữa. Thì chỉ biết hơi thở vào ra vậy. Hơi thở ngắn dài toàn thân hơi thở. Và cứ thực hành như thế cho đến
khi nào mình thấy mình tu tập nó có một cái vấn đề gì đó mà mình hoài nghi thắc mắc, mình cần phải hỏi pháp thì mình hỏi. Nếu mình cảm thấy không có gì hoài nghi thắc mắc thì cứ vậy thực hành. Có thể đến một lúc nào đó mình đạt đến những cái mức định cao hơn rồi mình sẽ khởi lên cái hoài nghi, không biết là mình phải thực hành tiếp theo như thế nào, thì lúc đấy mình có thể hỏi để mình biết được cái nội trình, cái con đường, phương pháp tiếp theo phải thực hành như thế nào. Thì bất cứ khi nào mình cảm thấy không an tâm thì mình phải hỏi để mình biết. Còn nếu như mà mình biết rồi thì không phải hỏi nữa. Giống như người đi đường ấy, thì đến một cái con đường mình chưa từng đi, đi đến một cái ngã ba mình không biết rẽ đâu, mình phải hỏi người đi đường tôi muốn đi đến kia thì đi thẳng hay là rẽ phải hay rẽ trái. Như vậy thôi, mình thực hành pháp, mình đi đến một cái khúc nào đấy mình cảm thấy không biết là phải đi đường nào, đi như thế nào, thì lúc đấy mình hỏi. Thì cái sự trình pháp giống như một người hỏi đường vậy, chứ tùy theo mình muốn hỏi lúc nào cũng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Ngọc Bình ạ. Dạ con thưa sư, con đọc trong kinh điển thấy Đức Phật nói để chứng được sơ thiền thì phải ly dục, ly ác bất thiện pháp. Vậy thì một người mà vẫn còn sống hưởng thụ và ưa thích các loại dục lạc như ăn ngủ, đi chơi, trò chuyện tán gẫu thì có thể chứng được sơ thiền không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Không chứng được. Nếu như là mình không sống độc cư, không viễn ni, không yên tĩnh, không sống xa lìa các dục, thì không thể nào mà chứng được sơ thiền. Cho nên là trong kinh, bài nào, kinh nào nói đến sơ thiền, Đức Phật cũng nói vì ấy ni dục, ni bất thiện pháp. Tức là ni dục, ni sân, ni hôn trầm, tụy miên, trạo hối, hoài nghi, ni năm triển cái đó thì mới chứng được các tầng thiền. Khi nào vị đấy lại thích hưởng thụ các dục, chạy theo những cái pháp thế gian thì dù có chứng rồi nó cũng không giữ được. Vậy nên là vị ấy muốn giữ chưa chứng thì vị ấy cũng phải tránh xa các dục, sống độc cư, viễn ni, yên tĩnh thì mới chứng được. Khi chứng được rồi mà muốn giữ được cái thiền chứng ấy, vị ấy vẫn phải sống độc cư như vậy, vẫn phải sống tránh xa cái ô nhiễm như vậy, vẫn im lặng, vẫn tinh tấn như vậy thì phát triển thêm. Chứ còn lại quay ra năng xăng bận rộn ồn ào cái vậy lại không giữ được. Nó chứng được tầng thiền nó không giống như chứng đạo quả. Một người chứng được đạo quả rồi thì vĩnh viễn nó không mất nữa, nhưng mà cái đạo quả ấy, nó cắt được cái năng xăng phiền não đó. Người chứng được đạo quả tự nhiên người ta không còn ham chơi, người ta không còn thích hưởng thụ các dục nữa, mà người ta lại tự động người ta thích sống viễn ni độc cư, và người ta lại dễ dàng chứng đắc được các tầng thiền do những cái phiền não nó yếu đi rồi. Cho nên là người ta tự động thành tựu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đấy là cái. Còn người chứng được tăng thiền thì vẫn phải bảo vệ giữ gìn nó hết mức mới không bị nó thối chuyển. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Julie Nguyễn ạ. Dạ con thưa sư, cõi tịnh cư chỉ có các bậc nhất bất lai và A-la-hán là trú ở đó. Vậy các vị A-la-hán đã giải thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, sao vẫn còn trú ở cõi tiền tịnh cư? Con mong sư chỉ giúp con ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Các vị A-la-hán ở cõi độc cư là do các vị bất lai tái sinh về đấy, rồi các vị ấy chứng A-la-hán ở đấy. Cho nên ở đấy chỉ có các bậc A-la-hán và các vị bất lai thôi. Còn một vị chứng ở bất lai chứng a la hán ở cõi khác rồi thì không sinh về cõi đấy nữa. Những a la hán ở cõi nào thì sẽ nhập niết bàn ở cõi đấy. Vậy vì có các bậc bất lai ở cõi trời, các bậc bất lai ở cõi người khi chết sinh về cõi tịnh cư. Rồi sinh về đấy một thời gian thì các vị ấy thực hành pháp, rồi các vị ấy chứng a la hán ở đó. Cho nên là ở đó có hai bậc thánh nhân là như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huệ Trần ạ. Dạ con kính thưa sư, xin sư giải thích câu ứng lý thực hành cho con được hiểu ạ. Con kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Ứng lý ở đây là cái vị ấy là một cái người đã chứng hoặc là đang nỗ lực để chứng được các cái đạo quả,
Ví dụ như là một cái vị ấy thuận theo cái giáo pháp tu tập để chứng được sơ đạo sơ quả, thì cái vị đấy được gọi là ứng lý. Ứng lý có nghĩa là vị ấy thuận theo cái pháp ấy, cái giáo pháp ấy để thực hành, tức là một cái bậc đã thành tựu hoặc đang thành tựu, cái gọi là ứng lý hạnh. Đã thành tựu được sơ quả rồi thì vị ấy tiếp tục thực hành để chứng được nhị quả. Thì có những vị đã chứng nhị quả, còn có những vị đang nỗ lực tu tập để chứng nhị quả, có những vị đã chứng tam quả hay đang nỗ lực để chứng tam quả, những chứng tứ quả hay đang nỗ lực để chứng tứ quả, thì đấy được gọi là ứng lý hạnh. Hạnh đang thuận theo cái pháp, tức là cái người đang thực hành giới định tuệ, đấy là ứng lý hạnh. Ứng lý là cái thuận theo cái pháp ấy thì sẽ đi đến cái sự thành tựu được cái kết quả là bốn thánh đạo bốn thánh quả này. Nên là người nào thực hành giới định tuệ thì dù vị ấy không mong cầu chứng đạo quả nhưng con đường ấy sẽ đi đến các đạo quả, đấy được gọi là ứng lý. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thuận Hữu ạ. Dạ con thưa sư, trong bài kệ số 308 trong kinh Pháp Cú, tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác giới buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Xin sư từ bi giải thích cho con ý nghĩa của bài kệ này và nhất là cụm từ ăn đồ ăn quốc độ ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Tốt hơn nuốt hòn sắt cháy đỏ rực than hừng, hơn phóng túng buông lung ăn đồ ăn quốc độ. Ăn đồ ăn quốc độ là cái người ăn cái đồ ăn đi ăn xin, ăn khất thực, gọi là ăn đồ ăn quốc độ. Là nếu một cái vị sa môn, ý muốn nói là một cái vị sa môn mà sống bằng cái hạnh đi ăn khất thực mà xin ăn rồi lại sống phóng túng buông nung, chạy theo các cái dục lạc, thì sau này vị ấy chết chắc chắn sẽ phải đọa xuống địa ngục. Mà khi bị đọa vào địa ngục thì bị thiêu đốt cả hàng ngàn năm, hàng trăm ngàn năm, phải uống nước đồng sôi, nuốt hòn sắt nóng, không phải chỉ một lần mà phải chịu cái nỗi khổ ấy nhiều lần, nhiều trăm ngàn lần. Còn cái người mà người ta chỉ nuốt hòn sắt nóng, người ta chỉ chết còn lần thôi. Người ta chỉ bị thọ cái cảm giác khổ đau ấy trong một cái khoảnh khắc ngắn, có thể là chỉ một phút, hai phút là chết, thế là hết. Nhưng mà nếu như cái người đấy là sống buông lung phóng dật, không có thực hành thiện pháp mà thực hành những ác pháp, thì vì vậy mà phải đọa xuống địa ngục, thì cái sự hành hạ khổ đau ở dưới địa ngục nó rất là dài lâu, rất là nguy hiểm, rất là đáng sợ. Đấy là một cái câu nói để cho một những cái vị nào mà sống bằng sa môn pháp, sống bằng những cái hạnh sa môn, sống bằng cái hạnh nương nhờ vào cái sự cúng thí của những thí chủ, mà mình không có thực hành những cái pháp để xứng đáng tạo ra cái phước điền, bản thân mình không phải là cái ruộng phước điền cho tạo ra cái phước cho những người cúng thí, thì mình sẽ bị cái quả báo như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả gửi trên YouTube ạ. Dạ con thưa sư, con đọc trong một quyển sách Từ Chánh Niệm Đến Giác Ngộ, tác giả mô tả khi nhập vào các tầng thiền thì sẽ không thể xác định được khi nào xuất thiền, điều này có đúng không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Bậy bạ, cái này không có đúng. Này vị nào biết như vậy thì vị đấy biết theo cảm tính, theo cái tư tưởng, theo cái sự hiểu biết không đúng pháp của mình. Còn cái sự biết đúng pháp thì vị ấy có thể trú ở trong tầng thiền đó tùy theo theo bao lâu mà mình muốn. Tức là trước khi mà trú vào một tầng thiền, vị đó sẽ quyết định cái thời gian an trú ở trong tầng thiền ấy là 1 tiếng, 2 tiếng hay 3 tiếng. Thì đúng cái thời gian an trú hết thì vị ấy tự động xuất thiền. Ngay cả một cái vị mà nhập thiền diệt, vị ấy cũng sẽ tác ý như vậy. Ta sẽ xuất thiền khi có người đến gọi, hay là ta sẽ xuất thiền khi khi mà trong cái khoảng thời gian 1 ngày đến 7 ngày.
Chứ vị không có ai mà nhập thiền mà lại không thể xuất thiền được, không lẽ vị đó nhập thiền vĩnh viễn à? Hay là còn cái tầng một khi mà vị đó chủ động nhập thiền là tùy theo vị đó tác ý thế thôi, chứ không phải là, chứ vậy thì cái cách giải thích cái tầng thiền ở trong cuốn sách đó không đúng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Phương Anh Diệp ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi vi diệu pháp có phải do Phật thuyết không ạ? À? Con kính tri ân sư ạ. À. Tại vì cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất, lần thứ hai ấy, là chỉ có tạng kinh với tạng luật, và đến lần cái điểm kinh điển lần thứ ba thì mới phân chia ra tạng luận. Cho nên thời bây giờ rất nhiều người người ta căn cứ vào những cái lần kết tập kinh điển đấy, người ta nghi ngờ rằng tạng vi diệu pháp không biết có phải của Đức Phật thuyết hay là của người khác viết, vì lẽ người ta hay nói rằng có chữ luận giống như là những cái luận thuyết của những cái vị về sau. Thì thực ra thì tạng vi diệu pháp tất cả những bậc chí nhân đều nói rằng đó là pháp của Phật. Phật có thuyết vi diệu pháp ở trên cõi trời Đao Nợ vào năm hạ thứ bảy, khi mà ngài nên độ cho mẫu thân, ngài thuyết vi diệu pháp 3 tháng cho hàng chư thiên. Sau đó thì Đức Phật thuyết ngắn gọn lại cho tôn giả Sariputta, rồi tôn giả Sariputta lại thuyết giảng vi diệu pháp đấy ở cái mức độ vừa phải cho 500 vị tỳ kheo đệ tử của mình. Và vi diệu pháp ở những cái lần kết tập kinh điển thứ nhất thứ hai thì được gộp ở trong kinh điển thuộc về đấy là A Tỳ Đàm luận, đó là Thắng Pháp. Luận thì cũng nằm ở trong kinh, như hai lần kinh điển tập trước ở trong tiểu bộ kinh. Sau này thì đến lần thứ tập kinh điển lần thứ ba thì các trưởng lão mới cho riêng ra cái tạng vi diệu pháp này, tạng thắng pháp này thành một tạng riêng gọi là luận vi diệu pháp. Thì đấy là theo như nghiên cứu và theo như giải thích của các bậc chí nhân như các vị Tam Tạng và các vị thiền sư danh tiếng. Thì bây giờ mình học pháp thì mình phải tin vào những cái lời dạy của các cái bậc trưởng lão, của các cái bậc thầy, của các cái bậc có trí tuệ đáng kính như vậy, chứ mình không tin theo vào những cái lời bàn tán mông lung của những cái người hiểu biết nông cạn, những người cho rằng người ta nghi ngờ rằng không biết là tạng vi diệu pháp có phải của Đức Phật thuyết hay không. Thì đó chỉ là những cái người hiểu biết cạn cợt nông cạn thì người ta nói thế, thì mà kệ người ta. Còn mình không sống cái thời đấy mình chẳng biết được, nhưng mình tin các bậc trưởng lão, các bậc thầy khẳng định như vậy thì mình cũng tin như vậy, là tạng vi diệu pháp có phải do Đức Phật thuyết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Vũ Công Chính ạ. Dạ, con thưa sư, ở trong Phật giáo thì điểm khác biệt giữa chùa, thiền viện và tu viện là như thế nào ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Chùa, thiền viện, tự viện thì cái này nó chỉ khác cái tên thôi, còn cái sự thực cái ở bên trong cái thực hành thì nó còn tùy theo những người sống ở trong đó thực hành cái gì. Cũng có thể là một ngôi chùa, chùa thực ra nó là cái tên Hán, là cái tên tự, như là Phúc Minh tự, thì cái tự đấy có nghĩa là chùa. Còn chứ thời Đức Phật thì thường gọi là tịnh xá kỷ viên, tịnh xá trúc lâm, tịnh xá là cái tên mà thời Đức Phật, tên mà thời cổ thì chưa có từ chùa, sau này chuyển sang Trung Quốc thì mới chuyển thành cái tịnh xá, chuyển thành chùa. Thì cái nơi đấy là nơi thờ Phật thì gọi là chùa, còn những người thực hành ở trong đấy thì còn tùy theo, còn sau này mới gọi là thiền viện này, tịnh xá này, hay là chùa, phân chia ra những cái nơi nào chuyên tu thiền thì gọi là thiền viện, cái nơi nào chuyên tu thì cũng có thể đặt tên là tu viện, cũng có khi đặt tên là tịnh xá, cũng có khi đặt tên là chùa. Thế nó chỉ là tên gọi, nói chung là nó như nhau, nhưng nó chỉ khác nhau là do cái người lập nên cái nơi, cái ngôi chùa đấy, người ta
thích đặt tên là gì thì đặt tên thôi. Thích đặt tên là thiền viện thì là thiền viện. Thích đặt tên là chùa. Thích đặt tên là tịnh xá là tịnh xá. Thích đặt tên là tu viện thì là tu viện. Nhưng cũng có những ngôi chùa người ta vẫn hành thiền. Có những ngôi chùa phục vụ tín ngưỡng. Có những cái thiền viện nghe tên là thiền viện mà cũng chẳng hành thiền. Có những cái tu viện thì có tu tập, nhưng cũng có những cái tu viện thì nghe tên là tu viện mà cũng chẳng tu tập. Nên là cái tên không quan trọng. Tên là gì cũng được, tên là chùa hay thiền viện hay tu viện cũng được. Miễn ở trong đó thực hành có hành thiền hay không, có tu tập hay không là do tùy những người ở trong đó. Cái tên là tên không quan trọng. Dạ, con thưa sư, những câu hỏi còn lại trong phần trình pháp hỏi pháp ngày hôm nay, con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Người hồi hướng. Idam me bunyam asawakajam mahamudu idam me bunyam nidbanasa pachajo otu mama bunya bhagam sabasathanam pachemi tesabe medamam punya bhagam napantu sadhu sadhu sadhu.